Dạ vâng, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến kênh YouTube của em Tuấn ngày hôm nay. Hôm nay thì em mang về được cho anh em một mã sản phẩm đồ gỗ chính hãng cao cấp đến từ thương hiệu Orasta của đất Nhật Bản. Đây là một mã đồng hồ thì nó là cực hiếm, bản nội địa Nhật cao cấp, hàng đã ngưng sản xuất, cực kỳ hiếm luôn. Rất lâu rồi em mới về được một phiên bản đồng hồ Orasta đẹp và sang trọng đẳng cấp như này. Một mã nội địa Nhật phải nói là vô cùng hiếm luôn anh em. Một chiếc Orasta Open Heart được thiết kế mô phỏng bộ máy, mô phỏng camera rất đẹp anh em ạ. Độ hoàn thiện của nó đỉnh cao và em sẽ được chiếc này hàng sưu tầm còn đẹp lên tới tầm 98-99%. Rất đẹp và sắc nét với phiên bản đồng hồ Orasta cao cấp sang trọng đỉnh cao như này. Hoàn thiện cực kỳ ngon luôn. Hãy quan sát nhé. Với khóa gập một đầu của sản phẩm Orasta này. Ở chiếc phần quà sẽ có dòng chữ Orasta được thiết kế khắc laser. Và mặt đằng sau là một mặt đáy lộ cơ khí. À, mẫu này thì thực sự ra anh em săn lùng rất nhiều. Nếu mà anh em theo dõi kênh của em lâu thì có thể biết được là trước đây em có săn được vài mẫu này rồi. Nhưng mà thực sự rất là ít và cũng rất là hiếm luôn. Tại vì hàng này thì rất lâu em mới săn được những con như này. Và tình trạng còn đẹp như này nữa thực sự là rất là hiếm. Với mã đồng hồ nội địa Nhật cao cấp như này. Rất là ít gặp luôn anh em ạ. Được thiết kế vô cùng hoàn hảo. Khi anh em chị em mua hàng, mua chiếc đồng hồ này sẽ có kèm theo thẻ bảo hành và đơn mua bán bên cửa em. Bảo hành hậu mãi đến 5 năm. Và số hotline, số Zalo bên em sẽ là số 05-6844-6844 nha quý chị em. Anh em thể liên hệ đặt hàng ngay cho em qua số hotline và số Zalo ở trên. Địa chỉ cửa em có tại là 23 Nguyễn Tiến, phường Đồng Văn, Thiên Hà Lan. Và em sẽ có ship CD toàn quốc em chơi nhé. Đây là một mã đơn mô phỏng cực kỳ đẹp với thiết kế dành cho anh em là có dù tay vừa và to. Chiếc này thì em sẽ đo qua thông số một chút cho anh em ngắm nhé. Với thiết kế chiếc này thì cái phần đường kính xa mặt là 41.9, 42. Và với cái lắp tôn lắp em nó thì em thấy khá là gọn anh em ạ. Lắp tôn lắp của em nó chỉ có rơi khoảng 47.5 thôi này. Đó, lắp tôn lắp chỉ 47.5 tôn 8. Anh chị em ngồi tay từ khoảng 16 trở lên nhá. Chơi em ạ, Orasta này rất là đẹp. Nó lên tay rất dễ luôn. Phù hợp anh em có cổ tay vừa và to, tay từ 16 đến tay 18-19, chơi cực kỳ ngon với mã đồng hồ Orasta này. Được thiết kế vuông khỏe khoắn rất là ngầu anh em ạ. Những thiết kế trên chiếc đồng hồ cực kỳ ngầu, gồm những phần làm từ thép, phần dây này thiết kế đánh phe sức rất là khỏe, phần hông sản phẩm thiết kế những cái đường thiết kế gọi là cực kỳ tinh vi, thiết kế theo kiểu dáng camera rất sang trọng. Được thiết kế những ốc vít trên này cực kỳ ngầu, lên tay trên này rất là khỏe. Như cổ tay em có 17 là lên tay anh em ngắm nhìn nhá, cổ tay 17 này lên rất là đẹp luôn. Anh chị em cổ tay từ 16 hoặc 16.5 trở lên chơi là tuyệt vời nhất luôn. Anh em cổ tay nhỏ thì nên bỏ qua chiếc này, nói chung anh em dành cho anh em cổ tay vừa và to chơi rất là ngon. Và với mã đồng hồ Orasta cao cấp này thì sẽ được thiết kế toàn bộ cái phần ốc trên này này, được thiết kế rất là ngầu và với mặt kính rất là trong, giúp anh em quan sát một chiếc đồng hồ có cái mặt tay màu đỏ nhìn phải nói là cụ thể đẹp và hoàn hảo nhất có thể. Gồm những cái phần cọc số là cọc số vạch, phần cọc số gấp 3692 là cọc số Arabic, được phủ lớp dạ quang trắng rất là sang trọng và khi sáng chiếu vào lên màu rất là đẹp. Góc 1 giờ bên này đến góc từ góc 12 giờ đến góc 2 giờ sẽ là một ô báo cốt, ô kim sang và có năng lượng. Anh em gọi là ô preset, tức là ô hiển thị lượng cốt trên đồng hồ anh em nhé. Còn góc 3 giờ đây sẽ có những cái dòng như kim xăng này được của đồng hồ này, đấy nó sẽ hiển thị cho cái ô này. Đó, anh em hay gọi là ô kim xăng báo có năng lượng, hay gọi là ô preset. Những cái khoảng thiết kế lộ máy nhìn như những con mắt hay là những cái thiết kế của cái mô phỏng camera rất là hoàn hảo. Qua một cái góc từ góc 9 giờ đến 11 giờ sẽ là một ô sắc đồ lộ tim lộ máy, giúp anh quan sát bộ máy bên trong chuyển động và em có thể nhìn xuyên thấu qua cái ô ba đầu wheel này. Đó, nhìn đường chân kính nhỏ hay là bánh sang chạy rất là linh hoạt và rất là đẹp. Với bộ kim giờ kim phút thì kiểu dạng là kim một nửa cực kỳ hoàn hảo. Bên trên góc 6 giờ đây sẽ có chữ Osta sản phẩm và bên dưới sẽ có chữ Japan, tên dấu hiệu của máy, mã đồng hồ Osta này. Phải nói đây là một trong thiết kế cực kỳ đẹp đến từ thương hiệu Osta. Em còn rất là mê với mã đồng hồ này. Nếu mà nó sẽ nằm ở vị trí 4 giờ phải đổi cho anh em mà lên con tay nhá. Hay là dừng kim dây, hiking stop để em giữ cho chỉnh giờ chuẩn chỉ chính xác nhất có thể. Với bộ máy in house của hãng rất là ngon và sang trọng đẹp như thế này. Mặt đáy sau của mã sản phẩm này thì em để cho anh em một chiếc có mặt đáy lộ cơ. Mặt đáy này sẽ được cố định bởi bốn cỗ vít tương xứng nhau rất là đẹp và hoàn hảo anh em ạ. Sẽ có những thông số cơ bản trên cái mặt đáy này.
như là quả vang sản phẩm sẽ có nó chữ Osta in trên lớp sơn màu đen khắc xuống rất là đẹp. Bên cạnh đó được thiết kế những đường quét thủng vô cùng hoàn hảo. Bộ máy được thiết kế đánh vân circle hay vân đánh xoáy cực kỳ đẹp và sắc nét. Chạy rất là mượt mà. Một mã được sử dụng bộ máy in house cực kỳ ngon. Chiếc điện này của em nó có những thông số cơ bản như là độ chống nước sạc bổ là 13, tương đương 100 m, hay là Made in Japan bản đồ địa và làm trong sản xuất tại Orion Quatseo.ltd. Bộ máy in house cực kỳ ngon với dàn chữ con năng lượng là 40 giờ. Chiếc này thì được cực kỳ hiếm. Đố anh em tìm được chiếc thứ hai thì phải làm, tại vì đây là phiên bản đã tuyệt chủng rất là lâu rồi. Gọi là em may mắn em săn được hàng sưu tầm rất là mới này thôi. Với mức giá mang đề cho anh em là 10 triệu 500 nhá, 10 triệu rưỡi cho phiên bản đồ All Star mặt đỏ huyết đẹp như thế này. Bảo hành hậu mãi đã 5 năm cho anh em chơi trải nghiệm nhá. Đi kèm sẽ có một cái hộp gỗ sơn mài màu đỏ rất là hợp với đồng hồ này luôn. Đó, mà em chơi. Anh em cần tư vấn thêm đặt hàng hai mã sản phẩm này hay liên hệ qua số hotline, số Zalo bên cửa em là số 05 6844 6844 anh quý chị em. Và với chiếc này thì em có mức giá mang cho anh là 10 triệu 500. Bảo hành khoảng 3 5 năm và địa chỉ cửa em có tại 213 Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam. Anh chị em ở gần qua trực tiếp cửa em giao lưu và em sẽ có ship CD toàn quốc cho anh em chơi nhé. Cảm ơn anh em và là anh em ở những video tiếp theo trên YouTube em ạ. Xin chào tạm biệt của anh chị em.